đua thử một vòng đường đua thách thức nhất lịch sử F1 tại Hà Nội. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới, mà chặng đua F1 tại Hà Nội phải tạm hoãn dù đường đua cùng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đều đã hoàn thiện. Đường đua F1 tại Việt Nam có chiều dài 5,565 km, gồm 2 mai khúc cua, trong đó có 11 cua trái và 11 cua phải, đoạn đường thẳng dài nhất, dài tới 1,3 km, đủ điều kiện để các tay đua chuyên nghiệp có thể đạt được vận tốc xe lên tới 335 km/h. Ngay từ cuối tháng 2 năm 2020, đơn vị tổ chức chặng đua F1 tại Việt Nam đã chính thức công bố hoàn tất thi công toàn bộ đường đua, khán đài và các hạng mục cố định đi kèm khác. Trường đua F1 đầu tiên của Việt Nam đã sẵn sàng đón các tay đua trên thế giới đến đây tranh tài. Điểm xuất phát từ các khúc cua 1, 2, 5 sát đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, các khúc cua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 nằm trên đường Lê Quang Đạo. Khúc cua 11 là vòng xuyến đầu tiên trên đường Lê Đức Thọ, các khúc cua 13 đến 22 nằm trong khu tổ hợp Mỹ Đình. Các đoạn đường đua được trải 3 lớp nhựa Aspart, đặc chủng sản xuất chuyên biệt. Mẫu của lớp nhựa này được gửi tới các phòng thí nghiệm tại Singapore và Đức để thử nghiệm, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về độ ma sát và độ mịn để khi những chiếc xe đua đạt tốc độ 335 km/h, mặt đường sẽ không bị bắn đất đá lên. Do tình hình đại dịch COVID-19 ở Việt Nam được kiểm soát rất tốt, nên nhiều khả năng những chiếc xe F1 đầu tiên sẽ lăn bánh trên đường đua Hà Nội vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới đây. Đường đua F1 tại Hà Nội được kỳ vọng là một trong những đường đua thách thức nhất trong lịch sử giải đua xe công thức 1 trên toàn thế giới. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!